5 kịch bản kết thúc chiến tranh Ukraine. Video giới thiệu bài viết trên trang báo CNBC của Mỹ, nói về 5 dự đoán kết quả cuộc chiến Ukraine. Chưa đầy 3 tuần sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, người dân và các lực lượng vũ trang của đất nước này tiếp tục xây dựng một cuộc kháng chiến kiên cường và dũng cảm không thể phủ nhận để chống lại các lực lượng Nga. Nhưng với tất cả trái tim và lòng dũng cảm của Ukraine, khi đối mặt với nhiều cuộc tấn công liên tục từ quân đội Nga ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam của đất nước, nhiều nhà phân tích và chiến lược gia tin rằng Ukraine bị áp đảo bởi sức mạnh quân sự của Moscow chỉ là vấn đề thời gian. Những gì diễn ra tiếp theo đối với Ukraine có thể rất ảm đạm. Các chuyên gia này nói có thể cuộc xung đột sẽ còn kéo dài và lưu ý rằng ngay cả trong kịch bản tích cực nhất rằng Nga rút quân và Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền, châu Âu khó có thể quay trở lại hiện trạng trước chiến tranh. CNBC xem xét 5 kết quả có thể xảy ra với Nga và Ukraine sau cuộc chiến. 1. Kiểm soát loang lổ. Những người theo dõi chặt chẽ cuộc chiến Ukraine nói rằng tính chất thay đổi nhanh chóng của cuộc xung đột khó có thể đánh giá được điều gì xảy ra tiếp theo ở Ukraine, với những động thái tiếp theo của cả Moscow và phương Tây đều không thể đoán trước được. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn ghét chính phủ thân phương Tây hiện tại của Ukraine, mong muốn thiết lập một chế độ thân Nga ở Kiev. Điều đó xảy ra như thế nào và khi nào? Và nếu có thì không chắc chắn, nhưng tình huống cơ bản trong 3 tháng tới là Nga giành được quyền kiểm soát loang lổ ở miền đông Ukraine đến tận sông Dnipro và đánh chiếm thủ đô Kiev sau một cuộc bao vây kéo dài và để một chính phủ bù nhìn do Nga hậu thuẫn được thành lập. Chủ tịch của Eurasia Group, một công ty tư vấn rủi ro chính trị ở Hoa Kỳ, Cliff Cupchen và các đồng nghiệp đã nói thêm rằng một nhà nước Ukraine tồi tệ có thể sẽ được lãnh đạo từ Lviv, một thành phố ở phía tây Ukraine và gần biên giới với Ba Lan, với chính phủ bán lưu vong có thể sẽ tiếp nhận. Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng dòng người tị nạn từ 5 triệu tới 10 triệu người từ Ukraine tới Tây Âu. Trong một kịch bản như vậy, Eurasia Group dự đoán rằng NATO cho tới nay vẫn từ chối can thiệp quân sự vào cuộc xung đột. Ukraine không phải là thành viên của liên minh quân sự, sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho nhà nước phía Tây Ukraine. Điều đó có thể dẫn tới nguy cơ đụng độ trên không giữa máy bay Nga và NATO. Chiến lược quân sự của Nga đôi khi bị bủa vây bởi các vấn đề hậu cần, khiến bức tranh về mục tiêu chính hay mục tiêu trước mắt của Nga trở nên khó hiểu. Cho đến nay, chỉ có một thành phố đã hoàn toàn rơi vào tay người Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào sáng sớm ngày 24 tháng 2, đó là Kherson. Mặc dù những thành phố khác như Mariupol ở phía nam dường như rất nguy hiểm, phải đóng cửa trong bối cảnh thiếu lương thực, nước và điện. Sự kháng cự của các lực lượng Nga có thể sẽ trở nên gay gắt hơn khi cuộc chiến tiến triển và Nga rút ra các điểm dừng để chiếm thêm lãnh thổ. Scott Burton, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Rand Corp, nói với CNBC hôm thứ Sáu rằng người Nga còn lại rất nhiều sức mạnh chiến đấu và rất nhiều khả năng để mở rộng quy mô bạo lực dường như đã xảy ra. Điều này có thể thực sự kéo dài trong một thời gian dài. Dự đoán số 2 là thanh lọc và phân vùng. Một số nhà phân tích đồng ý rằng bất kỳ sự kiểm soát chấp vá nào đối với Ukraine của Nga có thể dẫn tới một hình thức phân chia đất nước, đặc biệt là khi Nga trở nên cố thủ vững chắc ở miền đông Ukraine, đặc biệt là khu vực Donbass, nơi nước này công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa thân Nga. Teres Kuzio, một nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson, đã viết trong một báo cáo cho Hội đồng Đại Tây Dương hôm thứ Năm rằng Moscow đã chỉ ra rằng họ đang nhắm tới một cuộc chinh phục quân sự hoàn toàn đối với Ukraine, sau đó là một cuộc chia cắt và một cuộc thanh trừng lớn dân thường. Mục tiêu rõ ràng của Putin là xóa bỏ mọi dấu vết về bản sắc Ukraine, trong khi lên án đất nước này về một tương lai nghiệt ngã khi một chế độ độc tài quân sự bị khóa chặt bên trong một đế chế Nga mới, ông nói. Có rất nhiều câu hỏi về việc ai có thể lãnh đạo một chế độ trung thành ở Ukraine. Một câu hỏi có thể giống với Alexander Lukashenko của Belarus. Kuzio lưu ý rằng có những đồn đoán về việc Moscow đang tìm cách khôi phục lại chức vị cho cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, người đã bị các nhà lập pháp Ukraine tước quyền lực trong cuộc cách mạng Maidan năm 2014 và bỏ trốn khỏi Kiev để đến Nga. Kuzio lưu ý rằng điều này hoàn toàn phù hợp với tuyên truyền của Điện Kremlin, vốn đã khăng khăng trong 8 năm qua rằng Yanukovych đã bị loại bỏ một cách bất hợp pháp bởi một cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn. Dự đoán số 3 là dân Ukraine sẽ nổi dậy.
hầu hết cảnh báo rằng người Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại bất kỳ chế độ bù nhìn nào. Với xung đột trở thành cuộc trỗi dậy với những người Ukraine còn lại trong nước đang cố gắng lật đổ bất kỳ chế độ nào như vậy bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn. Những người theo dõi sát sao Nga như Timas, chiến lược gia tại Blu-ray Asset Management đã nói rằng Nga có khả năng phải đối mặt với một sự chiếm đóng lâu dài, kéo dài, tốn kém và đau đớn đối với Ukraine. Giả sử Putin chiến thắng trong chiến dịch quân sự, câu hỏi nghìn tỷ đô la là làm thế nào ông ấy giành được hòa bình ở Ukraine? Người Ukraine đã có 30 năm tự do, điều mà họ thích thú. Và làm thế nào Putin có thể quay trở lại đồng hồ năm 1991, sự sụp đổ của Liên Xô? Nếu không có sự đàn áp tàn bạo, sẽ khiến ông ta và chế độ bù nhìn của ông ta ở Kiev trở thành kẻ thù quốc tế 2022. Ash nói trong các bình luận được gửi qua email vào ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine. Người Ukraine sẽ kháng cự lâu dài và khó khăn ngay cả khi các trận chiến quân sự chính thức kết thúc. Tin tức 24/7 và Internet sẽ phơi bày sự tàn bạo của Putin cho tất cả mọi người thấy. Tất nhiên có khả năng một cuộc chiến đấu của Ukraine không gây ra thách thức đáng kể nào đối với các lực lượng Nga còn lại ở Ukraine. Các nhà phân tích khác cảnh báo về một vũng lầy, nơi không có giải pháp dễ dàng cho những gì có thể sẽ là Ukraine bị tàn phá nặng nề, hoặc đối với Nga nếu cuộc nổi dậy tiếp tục kéo dài. Trong kịch bản này, các chiến lược gia tại chương trình Trung tâm Chiến lược và An ninh Skolkrov của Hội đồng Đại Tây Dương lưu ý rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ là một chiến thắng vĩ đại, trong ngoặc kép, tức là một chiến thắng không có giá trị chiến thắng, bởi vì mất nhiều thứ để đạt được nó. Trong kịch bản này, các chiến lược gia lưu ý rằng một cuộc nổi dậy của Ukraine có thể gây ra thiệt hại đáng kể về nhân lực và tài chính đối với Nga, vì nước này sẽ phải dành nhiều nguồn lực hơn trong khoảng thời gian dài hơn nhiều so với dự đoán. Trong khi đó, các nước NATO có thể sẽ cung cấp hỗ trợ phòng thủ bí mật nhưng rất mạnh mẽ cho cuộc kháng chiến của Ukraine. Cũng trong kịch bản này, cuộc xung đột sẽ làm kiệt quệ Moscow, cuối cùng buộc phải rút quân sau nhiều bạo lực và chết chóc. Một kết cục mang âm hưởng của cuộc xâm lược tồi tệ, không được lòng dân và tốn kém của Nga vào Afghanistan năm 1979. Một cuộc xung đột kéo dài 10 năm và dẫn tới cái chết của 15.000 binh sĩ Nga. Các chiến lược gia cho biết, mặc dù kịch bản này có vẻ tích cực đối với Ukraine, với việc Nga rút lui sau một cuộc xâm lược tốn kém, Ukraine cũng sẽ bị tàn phá trong quá trình này. Kịch bản số 4, NATO đụng độ với Nga. Liên minh quân sự NATO đã nhiều lần từ chối can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến Nga-Ukraine, vì làm như vậy có thể dẫn tới xung đột trực tiếp với Moscow và sẽ phải đối mặt với những hậu quả không thể lường trước. Các quốc gia ở sườn phía đông của EU và NATO như Ba Lan, Romania và các nước Baltic, tất cả đều đã được NATO tăng cường triển khai trong những tuần gần đây, cực kỳ lo lắng về khả năng xung đột tràn sang lãnh thổ của họ. Nếu Nga chiếm ưu thế ở Ukraine, các nhà phân tích bao gồm Ash đã cảnh báo về một bức màn sắc mới tràn xuống Đông Âu, tạo ra hai khối địa chính trị đối lập, gợi nhớ tới những khối trong chiến tranh lạnh. Một bên là EU và các quốc gia NATO, một bên là Ukraine và các quốc gia khác trong quỹ đạo chính trị của Nga, chẳng hạn như Belarus và Moldova. Ian Bremmer, chủ tịch của Eurasia Group cho biết, một tình huống như vậy đang xảy ra ở châu Âu. Ông lưu ý rằng, việc phương Tây đưa quân tới chiến đấu cùng với người Ukraine hoặc thực hiện vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là điều không phải khởi đầu, vì điều đó dẫn tới sự đối đầu trực tiếp giữa quân đội NATO và Nga, và theo đó là nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba. Bạn có thể gửi máy bay chiến đấu và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác cho người Ukraine, cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo thời gian thực về việc bố trí lực lượng Nga và thực hiện các biện pháp kinh tế không giới hạn để phá hủy nền kinh tế Nga, ông nói. Nhưng Bremmer tin rằng Putin vẫn coi sự trợ giúp này là hành động gây chiến của Hoa Kỳ và các đồng minh NATO chống lại Nga nhằm trả đũa. Bremmer cho biết, do đó, Nga có thể dùng đến nhiều cuộc tấn công gián tiếp hơn, bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các chiến dịch sai lệch thông tin và thậm chí cả việc sử dụng các nhóm khủng bố chống lại các nước NATO. Rất ít khả năng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp chống lại các lực lượng của NATO. Điều đó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Nhưng nếu Nga hỗ trợ cho các cuộc tấn công khủng bố Chechnya vào các quốc gia NATO đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, thì đó là một vấn đề khác. NATO sẽ không có khả năng đáp trả trực tiếp bằng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào một cường quốc hạt nhân. Cách duy nhất để chuẩn bị là các nỗ lực tình báo lớn hơn để ngăn chặn hoặc ít nhất là làm giảm hiệu quả của các nỗ lực này, Bremmer nói.
Các nhà chiến lược có trụ sở tại Đông Âu không hề ảo tưởng về việc NATO có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột này hay không. Michał Baranowski, giám đốc văn phòng Warsaw của quỹ thống đốc Đức, nói với CNBC chỉ vài giờ sau cuộc xâm lược của Nga rằng Putin nói với chúng tôi những gì ông ấy muốn làm. Ông ấy muốn thay đổi chính phủ ở Kiev và ông ấy đưa ra các yêu cầu của mình. Ông ấy sẽ nói về điều gì sườn phía đông của NATO và phần còn lại của châu Âu. Vì vậy, hãy thắt chặt tinh thần. Chúng ta cần phải ngăn chặn các cuộc tấn công không chỉ vào Kiev mà còn các chiến tuyến còn lại. Thế giới đã thay đổi, sẽ không có đường quay trở lại. Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến rất dài. Cuộc chiến này sẽ không ngắn. Đây không chỉ là về Ukraine. Đây có lẽ là thách thức lớn nhất mà chúng ta đang thấy ở châu Âu từ Thế chiến thứ hai, ông nói. Kịch bản thứ năm là một điều kỳ diệu nào có thể xảy ra? Các nhà phân tích tất nhiên đồng ý rằng một cuộc rút quân dứt khoát của các lực lượng vũ trang Nga khỏi Ukraine sẽ là kết quả tốt nhất có thể cho đất nước. Các nhà phân tích tại trung tâm Skolkov lưu ý rằng trong kịch bản khả dĩ nhất của họ về cách xung đột Ukraine có thể kết thúc, Ukraine có thể thấy khả năng phòng thủ của chính mình được NATO hỗ trợ, cho phép sức đề kháng quân sự và dân sự của họ vượt qua mọi khó khăn và cản trở bước tiến của Moscow tới tạm dừng. Trong kịch bản giả định này, Putin sẽ bị ngăn chặn việc lật đổ chính phủ của Kiev và thiết lập một chế độ bù nhìn. Thật vậy, trong kịch bản phép màu này, các nhà phân tích cho rằng Điện Kremlin nhận ra rằng Nga sẽ phải trả một cái giá cắt cổ cho một cuộc xâm lược Ukraine. Cùng với sự sụp đổ kinh tế và ngoại giao bị cô lập, Putin sẽ ra lệnh rút quân. Tuy nhiên, ngay cả kết quả này, khi Ukraine vẫn là một nền dân chủ, có chủ quyền, và NATO đang phải đối mặt với tình hình an ninh có thể đầy rẫy nguy hiểm, các nhà phân tích cảnh báo. Cuộc chiến ngắn ngủi đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của cả hai bên, để lại nỗi cay đắng lan rộng. Và mặc dù một Ukraine dân chủ vẫn tồn tại nguyên vẹn nếu không muốn nói là không bị tổn hại, người láng giềng nguy hiểm của họ phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn với bối cảnh chính trị Nga đang ở thời điểm cận kề. Dù đất nước nghiêng về chủ nghĩa độc tài lớn hơn dưới thời Putin hay hoàn toàn tránh xa ông ấy, phần lớn sẽ quyết định cách Nga cư xử với phần còn lại của thế giới, họ nói thêm. Còn các bạn nghĩ sao về các kịch bản có thể xảy ra trong cuộc chiến ở Ukraine? Hãy comment dưới video nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!